Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với Vũ Lê Channel. Hôm nay mình sẽ vệ sinh và cho đám LG baby của mình ăn luôn. Sẵn mình quay clip cho các bạn coi nha. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn những bé LG baby của mình trong năm nay. Thì mình cũng chia lại cho anh em chơi gần hết rồi. Thật sự mình giữ lại chỉ có vài con đặc biệt thôi để mình coi nó phát triển như thế nào. Đây để mình mở cho các bạn coi. Đây. Bé này là sung lô thường thôi, nhưng mà bé này tầm 5 tháng, hơn 5 tháng gì đó. Thì mình thấy cái đuôi nó cũng đặc biệt, tại vì mới tầm đó mà cái đuôi nó đã phát triển lên cam rồi các bạn. Đó, các bạn thấy không, cái đuôi nó lên cam nhiều rồi nè. Mình muốn coi coi nó phát triển lớn hơn thì nó như thế nào mình mới giữ lại. Đây là sung lô nha, lại lại đào tẩu. Còn bên này thì mình cũng giới thiệu các bạn coi rồi. Trời ơi, nó ấy chúng mình, bên này là sung lô Enigma đầu cam luôn, đầu cam. Điện thoại mình màu nó lên không được tốt lắm, ở ngoài nó cam cam rực rồi đó, đầu cam đuôi cam luôn. Thì thường là sung lô Enigma cái đuôi nó không có phủ cam, nó không kéo cam nhiều đâu, mình cũng muốn giữ lại để mình coi. Đây là sung lô Enigma nè. Còn hai con này thì hai hai em này thì hai em này mọc thường thôi, em này là chamber. Ra đây không, mình chưa kịp mua cái hàng chú vậy. Chúng có đây. Này là chamber, em này mọc thường thôi, vẫn nhảy luôn kìa. Đây. Tụi này nó rất là hiếu động nên và đây là liền chứ không nó sẽ chạy ra. Đợt mình thay xong mình quay quay lại mình quên đóng nắp á, đi tìm nó mệt quá trời trời. Rồi. Các bạn coi nhóc trong này là mình không có thời gian á, nên mình nuôi không có nhiều, nuôi ít thôi, nuôi chơi chơi thôi. Đây là bé sung lô lộn, đây là bé Lemon Ford. Bé này là bé mình xé vỏ trứng ra, mình cứu nó, mình xé vỏ trứng ra chứ không là nó cũng chết ngọt rồi. Sung lô các bạn. Lộn, sao mình cứ lộn hoài. Lemon Frost đây các bạn. Thì Lemon Frost nó sẽ đặc biệt hơn những cái con kia, những cái mọt kia là do cái lớp da của nó sẽ vàng và cái màu vàng nó sáng hơn. Màu vàng nó sáng rực hơn những mọt kia. Ta gọi là Lemon Frost. Lemon là chanh đó các bạn. Chắc vàng chanh á. Thì mình cũng giữ lại để mình coi thử cái sự phát triển như thế nào. Bé này thì mình bé này may mắn mình làm ra được. Hôm nay nó đang bị nó đang thay da nên các bạn sẽ thấy cái màu nó hơi hơi tối. Cái màu nó hơi nhạt chứ thật sự nó sẽ vàng. Màu bình thường nó sẽ vàng giống như màu con bên kia kìa, màu như con Lemon Ford đó. Con này là sung lô Lemon Ford. Gọi là hay người ta hay gọi là LF sung lô rồi đó. Thì con này là bé này là sự kết hợp giữa bố là sung lô, mẹ là Lemon Ford. Mình cũng may mắn đổ ra được. Cái màu thường cái màu nó sẽ rất là vàng, nó vàng nhiều khi nhìn giống như là màu của con quay y các bạn. Quay y là vàng trắng á. Mà này là không phải là quay y, này là Lemon Ford. Sung lô Lemon Ford.
Rồi cho nó xuống đây. Để khi nào lột da thân cho các bạn coi, màu nó đẹp lắm. Ngắt bên này. Bên này thì cũng đây là một bé Sung Lô Enigma. Con này thì nó nhỏ, dạ. Size này nhỏ hơn size con bên kia. Mình cũng đang tính coi thử sự phát triển của nó như thế nào. Úi. Ra ngoài chơi rồi nè. Chạy nè. Chạy đi luôn á. Bắt tụi baby thì đừng có vồ vập nó là dễ bị đứt đuôi lắm. Bắt tụi nó cứ đơn giản, nhẹ nhàng lò hai tay vậy. Leo lên. Đó. Đó. Vậy nó leo lên. Chứ các bạn lụp chụp nó nhiều khi thấy nó chạy lụp chụp sợ quá, chụp vô cái đuôi nó một cái. Nó lắc mẹ bỏ đuôi liền. Xoay lớn thì không bỏ đuôi chứ xoay nhỏ là sẽ bỏ đuôi liền. Bởi vậy bắt tụi này á, bắt tụi LG tuyệt đối không cầm đuôi nha. Để mình cho các bạn coi con bố đi. Size lớn thì các bạn cầm đuôi như được nha. Size nhỏ mà cầm như vậy là nó rớt cái đuôi liền nè, cầm thoải mái. Size lớn thì được, size nhỏ thì tuyệt đối không nha. Nó bỏ đuôi liền á. Đuôi mà ú. Nè đuôi nó cũng kéo cam nè. Ở ngoài nó một cam sẽ vô cái camera điện thoại mình nữa. Nó vàng khè vậy trời. Đây là con bố nè. Khá nặng. Để mình cho các bạn coi con mẹ nha. Đây. Đây là con mẹ nè. Thì con mẹ là Sung Lô Enigma. Các bạn thấy sẽ thấy người nó có những cái vệt cam á. Trên cái nền vàng nó sẽ có những cái vệt cam. Nhìn rất là lạ. Nó lạ hơn con Sung Lô thường nhiều. Bởi vậy mình thấy người ta cũng ưa chuộng Sung Lô Enigma hơn. Cái màu nó có vẻ nó đặc biệt hơn, nhìn nó lạ hơn. Đuôi u não nằng. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó vô hộp nha. Bay siêu nhân. Rồi bây giờ là tiết mục và dọn vệ sinh. Tụi này thì tầm nuôi tụi LG này nhẹ lắm. Khoảng cỡ 3-4 ngày mà nó dọn một lần, nhiều khi một tuần luôn. Nuôi gì thì nó đơn giản hơn những dòng khác. Hồi đó mình nuôi mấy con cá rồi đồ mình chăm dữ lắm. LG thì khỏe. Mình dọn này thì nhanh thôi. Mình dọn lại nè. Đây là dế nha các bạn. Dế thì mình đã bỏ hai cái chân sau. Tại vì hai chân sau nó sẽ có gai. Và khi con LG nó ăn vô cái gai sẽ làm xước cái bao tử. Nó sẽ không tốt hệ tiêu hóa. Thì tốt nhất bỏ hai chân sau đi nha. Size lớn thì mình chỉ cần cắt bỏ chân sau thôi. Size nhỏ mới phải bỏ thêm cái đầu nữa. Nói chung là làm cái gì tốt nhất cho LG các bạn.
Rồi bây giờ mình sẽ cho nó ăn. Mấy nhóc này tầm 6-7 tháng rồi nên mình sẽ cho ăn hai con. Đút cái năng cũng được nè. Đó. Thì nếu các bạn có thời gian các bạn đút cái năng, còn không thì để tự năng cũng được. Thả xuống này. Các bạn có thời gian này các bạn đút cái năng, không thì thả vô tự năng. Sáng qua nó hơi khói đường. Ngu dữ vậy. Đó. Sau này là mình cho ăn một lần ăn là hai con dế và một tuần thì nghỉ một ngày. Đóng nắp lại. Rồi tới em này. Ra đây nào. Con này nó có gen Enigma, xương lô Enigma nên nó hơi ngáo. Rồi, con này chán ghê. Cái này ta gọi là đẹp mà bị khùng nữa các bạn. Khùng. Nè cũ. Quá tệ luôn á. Xong hai em. Mấy xe này thì mình chỉ ăn một con thôi. Tại con bò sát á, nó có cái tính cơ hội. Các bạn cứ cho nó ăn thì nó ăn được bao nhiêu nó sẽ cố hết sức nó ăn. Khi nào mà nó không thể nào mà nó ăn được nữa thì thôi. Sau đó nó sẽ ói ra ngoài. Nó rất là hại hệ tiêu hóa của nó. Bởi vậy cho nó ăn vừa đủ thôi. Ăn vừa đủ sẽ phát triển rất là tốt. Ăn nhiều dư sinh ra bệnh tiêu chảy rồi đó. Trời mới vừa dọn chuồng nó vậy rồi đó. Mắc nết. Đồ mắc nết. Quăng cái này cũng được. Cái gì kỳ vậy? Một con xe này một lần chỉ nên ăn một con dế đó nha các bạn. Ăn nhiều là nó có hại á. Nó bệnh tiêu chảy gì tùm lum chết sớm. Ăn nhiều phiền hơn nữa đó. Rồi cái em này mình sẽ đi câu LG. Chưa kịp làm gì. Trời ơi. Tại mình quay clip mình làm cho các bạn coi nó chậm vậy thôi. Chứ bình thường cái tụi này ăn lẹ lắm. Quăng vô tự năng liền, nhanh lắm. Không phải ngồi cầm nhíp gắt mồi mấy người thì đúc điếc rồi. Nuôi này rất là đơn giản.
Tưởng tự trắng đuôi luôn chứ. Tôi đổ thêm một dĩa lá. Xong. Thì vừa rồi mình cũng giới thiệu với các bạn về những LG mà mình đang chăm sóc. Đây là một góc nuôi LG của mình. Đồng thời giới thiệu với các bạn những LG BB mà mình phối được trong đợt sinh sản vừa rồi. Thì nếu trong nếu các bạn thấy thích video thì cho mình một like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nhé. Các bạn có gì cần trao đổi thì comment ở dưới để cho mình biết. Mình dừng video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye.